Ngày hôm nay thì mình sẽ nói về phân tích on-chain và nội dung video này mình sẽ làm gồm 3 phần. Phần đầu tiên mình nói về phân tích on-chain là gì và tại sao mình cần phải phân tích on-chain. Cái thứ hai là giới thiệu để anh em cái công cụ, cái website để mà mình dùng để phân tích. Cái thứ ba là hướng dẫn anh em cách để mà phân tích on-chain. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói về phân tích on-chain là gì và tại sao mình cần phải phân tích on-chain. Thì phân tích on-chain là mình sẽ phân tích các dữ liệu trên các blockchain. Đây có thể là dữ liệu về mạng lưới số liệu giao dịch hay là các dòng tiền ra vào các sàn giao dịch. Thì anh em biết được là Bitcoin hay là những đồng coin khác thì nó sẽ hoạt động trên mạng lưới blockchain. Thì khi mà mình thực hiện cái giao dịch hay là mình khai thác coin, tất cả mọi thứ trên này thì nó sẽ ghi lại cái dữ liệu ở trên blockchain và bất kỳ ai cũng có thể truy xuất ra cái dữ liệu này để mà xem. Thì những cái nền tảng hay là những cái website về phân tích on-chain thì họ sẽ tổng hợp lại để cho mình có một số liệu đó và mình dựa trên đó để mà mình phân tích. Thì mình dùng dữ liệu on-chain để mà mình theo dõi được các cái hành vi của các cái nhà đầu tư trên thị trường, họ có thể chuyển coin lên sàn hay là rút coin ra, thì đó mình là một cái dấu hiệu cho mình thấy được là họ có một cái động thái là muốn mua vào hay là bán ra, thì mình sẽ dựa vào đó. Thì mình sẽ kết hợp để phân tích on-chain này và phân tích kỹ thuật và những cái phân tích cơ bản của mình để mà mình có thể dự đoán được giá cả trong tương lai nó sẽ đi như thế nào, để từ đó mình sẽ đưa ra những cái dự định để mà mình đầu tư hay là mình trade coin. Phần thứ hai mình sẽ giới thiệu đến anh em cái công cụ để mà phân tích on-chain. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu đến anh em bốn cái website và trên mỗi website này thì nó sẽ cho mình các dữ liệu về on-chain. Đầu tiên chính là cái website cryptoquant.com. Cái website này sẽ được rất là nhiều người sử dụng. Cái ưu điểm của nó là nó sẽ có rất là nhiều cái số liệu về Bitcoin và ETH. Và cái website này thì nó sẽ cho mình sử dụng miễn phí. Anh em chỉ cần đăng ký một cái tài khoản thì mình có thể sử dụng gần như là tất cả các số liệu ở trên cái cryptoquant này. Cái thứ hai là cái glassnode.com. Cái website này thì nó sẽ cho mình những cái dữ liệu chuyên sâu về Bitcoin. Thì mình cái này thì nó sẽ phải mình nếu mình muốn sử dụng nhiều cái chỉ số của nó thì mình phải trả một cái phí khi mà mình sử dụng. Và thứ ba là website là theblockcrypto.com. Và thứ tư là cái bybt.com. Thì là những cái website mà anh em có thể sử dụng để mà phân tích on-chain, và mình thường hay sử dụng cái website là cryptoquant.com, thì anh em cũng nên sử dụng cái website này vì nó hoàn toàn là miễn phí. Mình sang phần 3 thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà phân tích on-chain và mình sẽ sử dụng chủ yếu là website là cryptoquant.com. Rồi thì ở đây anh em truy cập giúp mình cái website là cryptoquant.com. Vào đây thì anh em đầu tiên hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản, sau đó anh đăng nhập vào cái tài khoản này. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu để anh em một vài cái giao diện chính trên cái website này. Thì trong đây là nó sẽ cho mình các cái dữ liệu on-chain của chủ yếu là đồng Bitcoin, đồng ETH, các đồng stablecoin và các đồng altcoin top ở trên thị trường. Và trong này chủ yếu là nó sẽ cho mình rất là nhiều cái số liệu về Bitcoin. Anh em có thể thấy ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái tab như thế này. Thì mình sẽ giới thiệu để anh em sơ qua vài cái tab cơ bản ở trong đây. Đầu tiên hết là cái tab là Exchange Flow, Bitcoin Exchange Flow. Đây là cái dòng tiền Bitcoin trên các sàn giao dịch, thì nó sẽ cho mình biết được là những nhà đầu tư họ nạp và rút coin lên trên sàn, nạp coin và rút coin ra khỏi sàn, thì nó sẽ có các số liệu ở đây. Cái thứ hai là cái flow indicator, cái này là nó là chỉ bảo về dòng tiền của Bitcoin, thì cho nên nó sẽ cho mình cả cái tỷ lệ với cả cái số liệu trên cả Bitcoin trên các sàn giao dịch. Cái thứ ba là cái tab market indicator, cái này là cái chỉ bảo về cái thị trường. Cái thứ tư là Network Indicator, đây là chỉ bảo vệ mạng lưới của Bitcoin. Cái thứ năm là cái Miner Flow, đây là dòng tiền của cả cái thợ đào Bitcoin. Thì ở trong này thì mình sẽ biết được cả cái thông số của thợ đào như là số lượng coin mà họ đã bán ở trên sàn, rồi cái tỷ lệ mà họ bán ra và cái tỷ lệ mà họ hold coin. Cái thứ tiếp theo là cái Bank Flow, cái này nó sẽ là cho mình sẽ biết được là cái dòng tiền ở trên các cái nền tảng như là cái nền tảng cho vay, rồi các nền tảng staking. Ở trong này là chủ yếu là cái nền tảng về BlockFi. BlockFi thì nó là một cái nền tảng cho mình cho vay và để cho mình gửi tiết kiệm để mà mình nhận lãi suất. Rồi nó có thêm một phần là phần phần data. Phần data này là cái dòng tiền của cái quỹ lớn ở trên thị trường hiện nay, là ở trong này nó sẽ có cái quỹ là Grayscale. Cái này là một cái quỹ rất là lớn, hiện tại đang lưu trữ rất là, nó hold rất là nhiều Bitcoin. Hiện tại là cái số lượng coin mình có thể xem ở đây.
thì ở trong này nó lưu trữ tới tầng là 65.000 Bitcoin. Thì đây là một cái quỹ mà khi nó có một cái động thái gì đó trên thị trường thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến giá. Ví dụ như khi quỹ này họ mua vào một số lượng Bitcoin thì đồng nghĩa với cái việc là nhiều người họ vẫn quan tâm tới những cái quỹ này và họ có những cái động thái là mua theo. Và khi mà cái quỹ này họ bán ra thì phần lớn nhà đầu tư họ cũng sẽ bán ra theo những cái động thái của những cái quỹ đó. Thì mình đầu tư thì mình phải xem những cái quỹ này họ đang mua vào hay là đang bán ra, đó dựa trên những cái số liệu trong cái tab này. Tiếp theo là cái tab market data. Cái này là cả cái dữ liệu ở trên các cái sàn giao dịch như là những cái lệnh mua và những cái lệnh bán cũng như lệnh long và short, rồi cái tỷ lệ funding rate, tất cả nó có trong này. Cuối cùng là cái network data. Cái đây là cái số liệu ở trên các cái mạng lưới Bitcoin, ví dụ như là mạng là cái số liệu hash rate này, là cái này là sức mạnh để mà đào coin và bảo mật cho cái mạng, rồi cả cái địa chỉ mà nó đang hoạt động của Bitcoin nó sẽ đếm cho mình ở trong này, rồi cả cái ở phía dưới thì mình sẽ thấy có cái nguồn cung và cả cái phí giao dịch khi mà mình chuyển và mình nạp coin đó, rồi cái phần thưởng để mà mình đào coin nó sẽ có tổng hợp ở trong này. Tiếp theo là cái tab về Ethereum. Cái này nó sẽ cho mình cũng tương tự như Bitcoin nhưng mà nó sẽ có những cái số liệu khác là exchange flow. Cái này là cũng là dòng dòng tiền trên các cái sàn giao dịch của đồng ETH, tức là những cái số lượng ETH đang lưu trữ coin ở trên các cái sàn, đang lưu trữ ở trên các cái sàn, rồi dòng vào dòng ra nạp và rút coin các cái sàn như nào. Và tiếp theo là ETH 2.0. Cái này là nó tổng hợp lại các cái thông số về ETH 2.0 staking, là nó sẽ cho mình biết được là số lượng ETH đang staking ở trên cái nền tảng ETH 2.0 này là bao nhiêu này, rồi tất cả các thông số về ETH 2.0. Tiếp theo là cái phần data. Trong này là nó cũng sẽ là những cái quỹ mà hiện tại đang hold ETH. Trong này mình anh em cũng chú ý cho mình là cái quỹ Grayscale hiện tại nó cũng đang hold rất là nhiều ETH ở đây. Tiếp theo là market data, thì cái này cũng là số liệu trên các cái sàn giao dịch, tương tự như bên Bitcoin thì nó cũng sẽ cho mình cả cái số liệu về giao dịch future này, rồi cả giao dịch exchange, các lệnh long và short như nào đó. Cuối cùng là cái market indicator, cái này là cái chỉ báo về thị trường đó. Rồi ở trên stablecoin thì mình cũng có những cái tương tự như là exchange flow. Đây là cái dòng của các cái dòng tiền của các stablecoin ở trên các cái sàn giao dịch thì mình thấy ở trong này. Rồi cái market data, cái này cũng là cái số liệu về các cái sàn giao dịch của stablecoin. Và cái network data, cái này là cái số liệu về mạng lưới của các cái đồng stablecoin. Rồi cuối cùng đó chính là cả cái tab altcoin, tức là mình trong này thì mình sẽ thấy cả cái dòng, đây là cái dòng tiền ở trên sàn của các đồng altcoin top ở trên thị trường đó. Thì chủ yếu ở đây thì mình vẫn sẽ phân tích về đồng Bitcoin và đồng ETH. Thì anh em biết là hai đồng này nó là tức là cái vốn hóa của nó chiếm khoảng tầm 60 tới 70% cái vốn hóa của toàn thị trường. Vì vậy khi mà cái giá Bitcoin hoặc ETH mà nó có biến động thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến giá cả của toàn bộ thị trường này. Vì vậy mình chỉ cần phân tích về hai đồng Bitcoin và ETH này là đủ rồi. Và ở trên này thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều cái số liệu về Bitcoin và ETH để mà mình phân tích. Thì ở trong này thì đối với Bitcoin thì mình sẽ lựa ra ở trong đây năm cái chỉ báo, năm cái số liệu, và mình thấy năm cái số liệu này nó có ảnh hưởng phần nào đó đến cái giá cả của Bitcoin, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà phân tích về cả cái số liệu này. Rồi ở đây là cái số liệu đầu tiên mà anh em cần quan tâm cho mình, đó chính là BTC on exchange reserve. Đây số liệu này, thì đây là cái số liệu cho mình biết được là tổng số Bitcoin đã được lưu trữ ở trên tất cả các sàn giao dịch. Anh em thấy ở trong cái biểu đồ này nó sẽ có hai đường, đường màu đỏ và cái đường màu đen. Đường màu đen thì nó sẽ tượng trưng cho cái giá của Bitcoin, và đường màu đỏ đó chính là cái số lượng Bitcoin đang được hold ở trên tất cả các sàn giao dịch. Đường màu đỏ đây, đường màu đỏ này, đây đường màu đen này. Đó. Thì cái này nó sẽ nói cho mình biết được là tổng số coin đang được hold trên cả tổng số Bitcoin đang được hold trên các sàn là bao nhiêu. Đó. Ví dụ trong này là mình thấy cái thời điểm của nó là từ khoảng ngày 25 tháng 7 năm 2020, thì số lượng Bitcoin đang hold ở trên này là khoảng tầm 2 triệu, 2,7 triệu Bitcoin. Đó. Thì nó sẽ mỗi một ngày thì nó sẽ tổng hợp lại và nó sẽ đưa ra cho mình cái số liệu đây. Thì ở trong này thì mình sẽ sử dụng cái chỉ báo này, mình sẽ sử dụng cái số liệu này để mà mình phân tích được là cái số coin mà nhà đầu tư họ đang muốn nạp lên trên sàn và họ đang muốn rút ra khỏi sàn. Thì một cái anh em cần lưu ý cho mình đó chính là khi mà Bitcoin được nạp lên trên sàn thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ bán cái số coin đó, họ có khả năng họ sẽ bán cái số coin của họ ra.
Và ngược lại, khi mà mình đầu tư mình muốn hold trong dài hạn thì thông thường thì mình sẽ lên trên sàn mình mua, sau đó mình sẽ rút ra khỏi sàn đó. Thì khi mình em thấy coi được rút ra hay là nạp lên trên sàn thì đó là một cái dấu hiệu để cho mình biết được là sắp có một cái dấu hiệu về khi nạp lên, thì đồng nghĩa với cái việc là nhiều khả năng thì họ sẽ xả, và khi mà họ rút ra thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ hold dài hạn đó. Thì em biết được là khi mà nó thị trường mà nó nhiều coi được nạp lên trên sàn thì khi mà nó xả ra thì giá coi chắc chắn nó sẽ giảm xuống sau đó. Và ngược lại, mà khi mà họ mua coi, nhiều người mua và rút coi ra khỏi sàn, thì khi mà họ rút ra nhiều thì làm cho cái việc tăng giá là nó sẽ có khả năng nó sẽ tăng trong tương lai. Ở trong này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà phân tích cái biểu đồ này. Ở đây thì anh em thấy được là từ tháng 7 năm 2020 thì lúc này là cái số Bitcoin ở trên sàn nó dần dần nó giảm xuống, tức là nhiều nhà đầu tư ngay từ tháng 7 2020 thì nó đã rút coin ra dần này đó, trong cái giai đoạn này. Thì anh em thấy cái màu đỏ này lúc này nó từ từ nó đi xuống, nó giảm xuống đó. Thì anh em thấy cái giá coin lúc này nó sẽ đi ngược lại với cái đường màu đỏ này, nó sẽ từ từ nó tăng lên đó. Thì anh em thấy như lúc này mình nói là khi mà nhiều người họ đầu tư, họ mua và họ rút coin ra khỏi sàn thì đó là một cái dấu hiệu tốt để cho giá cả nó tăng lên đó. Đây là giai đoạn đầu tiên. Tiếp theo là cái thứ hai là trong giai đoạn này anh em thấy giá nó liên tục tạo những cái đỉnh sau cao hơn đó, tức là giá liên tục tăng lên. Thì anh em thấy đồng nghĩa với cái việc đó là số Bitcoin lúc này nó tiếp tục được đẩy rút ra khỏi sàn đó, nó là liên tục được rút ra khỏi sàn như thế này đó. Tiếp theo là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn này nó có sự khác biệt khi mà anh em thấy là cái số Bitcoin lúc này nó được nạp lên trên sàn rất là nhiều đây, trong giai đoạn này này đó. Mặc dù giá coin nó liên tục tăng lên, giá coin trong giai đoạn thứ nhất, thứ hai này nó liên tục nó tăng đó, giai đoạn thứ ba này nó cũng liên tục tăng, nhưng mà nó có ngược lại là số Bitcoin lúc này lại được đẩy lên trên sàn rất là nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu cho mình biết được là nhiều nhà đầu tư họ đã muốn xả hàng, họ đã muốn bán ra ở những cái vùng này rồi đó. Thì khi mà mình thấy cái dấu hiệu này á, dấu hiệu mà số Bitcoin được nạp lên trên sàn nhiều như cái giai đoạn thứ ba này á, thì đó là một cái dấu hiệu cho mình biết. Thì mình sẽ kết hợp thêm giữa phân tích on-chain này với cái phân tích kỹ thuật để mà mình tìm được cái điểm để mà mình bán ra trong cái giai đoạn này đó. Mình sẽ đi theo cái thị trường rồi. Thì ở đây anh em thấy được là trên cái biểu đồ của Bitcoin mình sẽ kết hợp giữa phân tích on-chain và phân tích kỹ thuật này. Anh em thấy ở đây là cái giai đoạn thứ hai của mình đang nói tới đây, giai đoạn thứ hai này, đây là giai đoạn thứ hai, và bên đây là giai đoạn thứ ba này đó. Anh em thấy trong cái giai đoạn thứ hai này giá coin tăng, số coin được rút ra khỏi sàn đó, giá coin liên tục tăng và coin được rút ra khỏi sàn. Thì anh em thấy ở trong này thì nó sẽ tạo cho mình những cái đỉnh sau này cao hơn những đỉnh trước. Đây là cái cấu trúc của thị trường này đó, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó. Đây rồi, sau khi mà nó có một cái đợt sụt giảm từ 64.000 cho về tới tầng là 46 47.000 ở đây, thì nhiều nhà đầu tư họ lúc này á, họ lại muốn đem coin lên trên sàn đó. Trong giai đoạn này họ là đem coin lên trên sàn, họ nạp lên trên sàn đó. Lúc này thì anh em thấy giá coin nó tăng lên và họ xả hàng trong cái vùng này, họ bán ra trong cái vùng này. Và anh em thấy đây này, cái cấu trúc của thị trường tại cái giai đoạn thứ ba này nó thay đổi, tức là giá nó là tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đó, giá tạo đỉnh sau thấp hơn này đó. Nên anh tin ý thì mình sẽ nhìn thấy là ở trong cái RSI này thì mình sẽ thấy cái chỉ báo này nó sẽ cho mình cái phân kỳ giảm này. Đó là đây bốn cái đỉnh này, khi mà đỉnh sau nó là cao hơn đỉnh trước về giá coin RSI là bốn đỉnh này nó là giảm, thì đó là một cái chỉ báo để cho mình biết được là nó phân kỳ và sắp sửa xảy ra cái vấn đề là giảm giá. Thì đây mình thấy khi mà nó cái cấu trúc của cái thị trường này nó thay đổi này, những cấu trúc đỉnh thay đổi, và cộng với việc là cái đường trendline của mình nó bị phá vỡ như thế này đó, nó phá vỡ đây đó. Thì mình sẽ kết hợp phân tích kỹ thuật cộng với phân tích on-chain này để mà mình đưa ra một cái điểm chốt lời ngay tại những cái vùng giá khoảng tầm từ 50 cho tới 55 này đó. Thì anh em thấy sau khi mà cái giai đoạn thứ ba này nó kết thúc, thì anh em biết được là khi mà người ta đem coin lên trên sàn nhiều thì ở đây nó có một cái đợt xả đó. Đợt xả này nó làm cái số cái giá coin của mình giảm từ khoảng tầm 60k về lại khoảng tầm từ 30 mấy k thôi đó, là trong giai đoạn thứ ba này kết thúc này đó. Giá coin từ 59k nó giảm về khoảng 30 31k đó. Và lúc này là chính là cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn hiện tại của mình. Giai đoạn này thì giá đi sideways trong một cái vùng hẹp từ khoảng từ 30 cho tới 40k. Đây là cái vùng này. Hiện tại giá của mình đang sideways trong cái vùng này. Đó. Thì hiện tại là cái giá sideways và coin lúc này là được rút ra khỏi sàn. Đó.
Thì anh em biết được là trong quá khứ thì khi mà coi được rút ra khỏi sàn trong cái giai đoạn thứ nhất và thứ hai này này đó, thì cái giá nó sẽ tăng lên sau đó đó, thì mình sẽ kỳ vọng là hiện tại là nhà đầu tư họ đang chốt lại ở trên này này, và họ đang tiếp tục họ gom hàng ở trong cái giai đoạn này, làm cho cái số coin trên sàn liên tục được rút ra khỏi sàn đó trong cái giai đoạn đó. Thì đó là cách mà mình phân tích dựa trên cái số liệu của on chain, là cái số liệu là on chain research này, và cái số coin được nạp và rút ra khỏi sàn đó. Thì đây có một cái câu hỏi đặt ra là mình có thể biết được khi nào mình nên mua và bán Bitcoin hay là không dựa trên cái số liệu on chain này đó. Thì đang thấy trong quá khứ khi mà coin được rút ra khỏi sàn rất là nhiều trong giai đoạn thứ nhất và thứ hai này này đó, coin liên tục được rút ra khỏi sàn, thì đó là một cái dấu hiệu rất tốt để mà giá coin nó tăng lên sau đó. Thì em thấy khi mà coin được rút ra khỏi sàn thì đó là cái dấu hiệu cho mình biết được là nhà đầu tư họ đang mua và tích trữ coin, thì đó cũng chính là cái thời điểm mà mình nên mua và hold coin đó, và mình nên bán coin ở khi mà mình thấy cái số coin trên sàn nó được nạp lên trên sàn rất là nhiều. Ví dụ trong giai đoạn thứ ba này mình thấy coin được nạp lên trên sàn thì rất là nhiều nhà đầu tư họ đang muốn bán ra ở cái giai đoạn này đó, thì em nên nên mua khi mà coin được rút ra khỏi sàn, và nên bán khi mà coin được nạp lên trên sàn rất là nhiều đó. Thì đó là một cái dấu hiệu để cho mình biết được là khi nào nên mua và bán coin dựa trên cái dữ liệu về on chain. Rồi tiếp theo là về những số liệu khác của on chain. Ở đây mình sẽ có là cái số liệu là BTC Exchange Net Flow. Thì cái số liệu on chain Net Flow này thì nó sẽ cho mình biết được là những cái khác biệt giữa cái việc nạp và rút Bitcoin lên trên tất cả các cái sàn giao dịch. Ở trong này là cái biểu đồ đường màu đen thì nó sẽ cho mình biết về cái giá của Bitcoin, và đây là cái biểu đồ là nó sẽ cho mình những cái cột màu đỏ như thế này, và nó sẽ có cái đường không này đó. Thì trong này biểu đồ này nó sẽ có hai phần, nếu như mà cái số lượng Bitcoin mà nạp vào mà nó lớn hơn cái số lượng Bitcoin rút ra khỏi cả cái sàn thì nó sẽ có cái số dương, và cột này thì nó sẽ nằm ở phía trên cái đường không đây. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2021 thì số coin được nạp lên trên sàn nó lớn hơn, và nó có cái giá trị là 12.950 là Bitcoin được nạp lên trên sàn đó. Đó, nếu mà nạp nhiều hơn rút thì nó sẽ nằm ở phía trên đó. Còn nếu mà rút ra mà nhiều hơn nạp vào, ví dụ như ngày là ngày 15 tháng 6 thì số coin được rút ra khỏi sàn là nhiều hơn, thì nó sẽ có cái cột màu đỏ và nằm ở phía dưới này, là nó sẽ cho mình là cái chỉ số là âm 37.900, tức là khoảng 37.900 Bitcoin được rút ra khỏi sàn đó. Và số liệu này thì nó sẽ cho mình biết được là trong khoảng thời gian gần đây thì số coin được nạp lên trên sàn nó nhiều hơn hay là rút ra khỏi sàn nhiều hơn đó. Thì mình sẽ dựa vào những số liệu về nạp và rút này thì mình sẽ có được cái dự phòng về cái việc mình sẽ trade hay là mình sẽ hold coin trong cái khoảng thời gian này. Tiếp theo thì mình sẽ có về hai cái số liệu về các thợ DAO là BTC on miner outflow và cái số liệu về miner position index. Ở đây thì mình nói qua về các thợ DAO, tức là những cái người mà họ sẽ tham gia vào cái việc DAO coin, tức là họ sẽ tham gia vào cái mạng lưới xác nhận các cái giao dịch, và họ sẽ nhận được cái phần thưởng khối, tức là các cái đồng Bitcoin mới. Thì ở trong này là cái nguồn cung của các cái đồng Bitcoin mới trên thị trường nó sẽ đến từ các cái thợ DAO đó. Thì khi mà thợ DAO họ DAO được Bitcoin thì họ sẽ có thể hold coin, họ có thể đem Bitcoin lên trên sàn để họ bán. Thì đây là một trong số những cái nguồn mà mình nên quan tâm. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái on miner outflow, tức là những cái tổng số Bitcoin được chuyển từ các cái vị của các cái thợ DAO đó. Cái số liệu này thì nó sẽ cho mình biết được là các cái thợ DAO nó đang muốn bán cái số lượng coin mà họ DAO được hay là họ đang muốn hold coin. Bây giờ trong này thì nó sẽ có cái biểu đồ, tức là nó sẽ là outflow, tức là cái dòng ra khỏi các cái ví. Thì khi mà họ DAO được thì coin nó sẽ nằm trên cái ví của họ, và khi họ chuyển ra thì tức là họ sẽ chuyển lên trên các cái sàn để họ bán. Anh em thấy cái số liệu này nếu mà nó tăng dần lên, nó cao lên ở đây thì nó có nghĩa là các cái thợ DAO họ đang muốn bán cái số coin của họ. Còn nếu như nó thấp như thế này thì có nghĩa là nhiều cái thợ DAO họ không có muốn bán, họ đang muốn hold cái số Bitcoin của họ đó. Thì các cái thợ DAO đó là một trong số những cái nguồn mà họ cung cấp cái số Bitcoin, nó cũng nắm giữ một số lượng Bitcoin rất là lớn. Thì anh em biết được là khi mà thợ DAO họ muốn hold thì đó là một cái dấu hiệu để cho mình thấy được là cái sự khan hiếm của Bitcoin trên thị trường đó. Khi mà khan hiếm thì đó sẽ là một cái dữ liệu cho mình thấy được là giá có khả năng nó sẽ tăng lên trong tương lai. Còn nếu khi mà họ xả hàng và khi mà họ xả Bitcoin của họ ra thì nó có nghĩa là thứ nhất là họ có thể là lấy cái số tiền lời đó để mà họ bù vào cái chi phí về cái máy móc để mà họ đào,
hoặc là họ có thể bán cái số Bitcoin của họ để mà họ chốt cái tiền lời, rồi họ chốt lại khi mà họ thấy giá của Bitcoin nó tăng cao rồi. Thì em thấy trong cái giai đoạn là từ tháng 10 à, tháng 7 năm 2020 thì em thấy cái biểu đồ này nó đi rất thấp này, đó tức là cả thời đa họ chưa muốn bán Bitcoin của họ ra, họ muốn hold để mà họ chờ giá nó tăng lên. Đó thì ở trong này nó có một cái cột khi mà khoảng 27 ngàn thì nó sẽ có một cái cột cao như thế này, nó có nghĩa là nhiều cái thời đa họ đang muốn bán ra những cái vùng giá là khoảng 27 ngàn đó. Rồi khi mà giá coin nó tiếp tục là tăng lên khoảng là 30 34 ngàn thì đây nó sẽ có rất là nhiều cái cột dài như thế này này, đó là đây là một cái vùng mà thời đào họ đã bán Bitcoin này. Đó. Đó nằm trong cái vùng khoảng tầm từ 30 cho tới là tầm từ 54, thì đây là những cái vùng mà thời đào họ đã bán rất là nhiều đó. Thì đây là một cái số liệu để cho mình tham khảo được là khi mình biết được là các thời đào họ đang hold hay là đang bán Bitcoin của họ. Bên cạnh đó mình sẽ có thêm một cái số liệu nữa cũng là về cái thời đào, đó là Miner Position Index. Thì cái số liệu này nó sẽ nói cho mình biết được là ở trong này nó sẽ có cái đường là cái chỉ báo là cái chỉ số là MPI, cái chỉ số MPI là cái đường màu đỏ này đó. Khi bên đây nó có cái giá trị của nó lớn hơn 2, nó có nghĩa là cả cái thời đao họ đang muốn bán Bitcoin của họ ra. Còn nếu như mà nó bé hơn 2 thì có nghĩa là cả cái thời đao họ đang hold Bitcoin. Thì em thấy trong khi mà cái thời điểm 27.000 thì cái chỉ báo này, cái chỉ số này nó tăng lên là tầng 17, thì ở trong này nó sẽ báo cho mình biết được là cả cái thời đào đang bán Bitcoin rất là nhiều. Đó. Khi mà nó lớn hơn 2 thì đó có nghĩa là thời đào đang bán Bitcoin. Còn trong những cái giai đoạn mà đây ví dụ như đây là có cái giá trị là 0.02 âm 0.02 thì có nghĩa là thời đào họ đang hold Bitcoin. Đó. Thì khi mà giai đoạn từ 49.000 cho tới thời điểm hiện tại thì nhiều cái thời đa họ không có muốn bán nữa và họ đang hold Bitcoin của họ đây. Đó. Tiếp theo là mình có cái chỉ số là BTC Stablecoin Supply Ratio. Cái này nó có nghĩa là tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin trên tỷ lệ vốn hóa của tất cả đồng stablecoin. Như ở trong này thì em thấy nó sẽ có cái tỷ lệ là cái đường màu đỏ này và đường màu đen vẫn là cái đường giá. Cái đường này màu đỏ này thì nó sẽ khi mà đường màu đỏ này cái tỷ lệ này nó tăng cao thì nó sẽ nói cho mình biết được là cái vốn hóa của Bitcoin nó tăng lên. Còn ngược lại khi mà cái đường này nó giảm xuống thì nó sẽ nói cho mình biết được là cái vốn hóa của Bitcoin nó giảm và cái vốn hóa của altcoin và vốn hóa của các đồng stablecoin thì nó sẽ tăng lên. Đó. Có nghĩa là khi mà cái vốn hóa của Bitcoin nó tăng lên tức là cái tỷ lệ nó tăng là báo hiệu cho mình biết được là nhà đầu tư họ đang mua Bitcoin. Đó. Còn ngược lại khi mà cái tỷ lệ nó thấp nó có nghĩa là vốn hóa của các đồng stablecoin nó tăng lên, tức là nhà đầu tư họ đang bán Bitcoin để mà họ chốt ra stablecoin họ chờ. Đó. Ví dụ như trong thời điểm này anh em thấy giá coin lúc này nó giảm xuống từ khoảng tầm 64.000 từ đỉnh nó giảm xuống khoảng hiện tại là nó chia đôi là khoảng tầm là 32.000, thì anh em thấy cái tỷ lệ nó giảm xuống rất là sâu, báo hiệu cho mình biết được là nhà đầu tư họ đã bán Bitcoin để họ mua các đồng stablecoin đó, họ trữ stablecoin đó. Thì đây là dấu hiệu cho mình biết được là khi mà họ trữ stablecoin thì đó là dấu hiệu để mình thấy được là họ sẽ tiếp tục chống bình giá, họ tiếp tục để trữ stablecoin để mà bắt đáy khi mà giá nó giảm xuống. Đó. Rồi thì đó là một vài cái chỉ số quan trọng mà mình nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng phần nào đó tới giá cả của Bitcoin. Thì ngoài ra anh em có thể xem thêm ở trong này nó có thêm cái phần là phần data. Ở trong này thì mình nên quan tâm tới cái quỹ là Grayscale, thì cái quỹ này nó hold rất là nhiều Bitcoin, thì một khi cái động thái của cái quỹ này nó bán hay là nó mua thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái giá của Bitcoin trong tương lai. Tiếp theo thì mình sẽ nói về các dữ liệu on-chain của đồng ETH. Ở trong này thì anh em thấy nó sẽ có các cái tab như là Exchange Flow, thì đây cũng là cái dòng tiền của đồng ETH trên các cái sàn giao dịch. Thì đây anh em cũng sẽ thấy những cái số liệu tương tự như là ETH on exchange reserve. Cái này là số lượng ETH đang hold ở trên các cái sàn giao dịch. Đây thì anh em có thể xem những cái số liệu này, thì cách phân tích thì mình cũng sẽ phân tích cũng tương tự như bên đồng Bitcoin mà thôi. Đó thì đây anh em thấy là số lượng ETH đang được rút ra dần dần từ các cái sàn giao dịch kể từ năm ngoái tới thời điểm hiện tại nó bắt đầu nó giảm xuống. Năm ngoái là khoảng 26 triệu thì lúc này nó giá trị này chỉ còn khoảng là 19 triệu 500 đồng Bitcoin, à 19 triệu 500 đồng ETH mà thôi. Đó. Rồi trong này thì mình cũng sẽ có thêm cả cái số liệu net flow. Đây là on-chain net flow của cái đồng ETH. Thì anh em cũng sẽ phân tích tương tự thôi, mình thấy trong những ngày gần đây. Đây mình xem. Những cái ngày gần đây thì anh em thấy cái số lượng ETH được rút ra khỏi sàn rất là nhiều. Đó.
không có những cột ở phía trên chứng tỏ là ETH đang được rút ra khỏi sàn rất là nhiều kể từ tháng 6 năm nay tại thời điểm hiện tại. Đó, thì mọi cái thông tin, mọi cái thông số thì anh em cũng có thể phân tích một cách tương tự như bên Bitcoin thôi. Tiếp theo là mình có cái tab ETH 2.0, thì đây là cái bản cập nhật của đồng ETH. Bản cập nhật này thì nó sẽ chuyển từ DAO ETH sang cái thuật toán là staking. Thì trong này là nó sẽ tổng hợp cho mình thấy là những số lượng mà ETH, những cái đồng ETH đang được staking ở trong cái nền tảng ETH 2.0 cái bản cập nhật này. Anh em có thể xem đây, nó có cái số liệu về tổng ETH đang được staking ở trong cái bảng 2.0 này thì nó càng ngày càng tăng lên. Đó, lúc nãy mình phân tích là cái lượng coin ETH được rút ra khỏi sàn rất nhiều, cộng với việc là nó đang staking trong này rất là nhiều. Điều đó chứng tỏ cho mình biết được là nhà đầu tư họ rất quan tâm tại nền tảng ETH 2.0 này. Rồi, những cái phân data thì nó cũng sẽ tương tự thôi, thì đây cũng sẽ là những cái quỹ mà họ đang hold cả cái đồng ETH. Ở trong này thì anh em cũng sẽ lưu ý cho mình cái quỹ là Grayscale, nó đang hold rất là nhiều ETH. Rồi tiếp theo là bên cái dữ liệu market data và là market indicator thì nó cũng có những cái số liệu tương tự như bên đồng Bitcoin thôi, anh em có thể xem tương tự với mình. Ở trong stablecoin thì mình cũng sẽ chú ý tới cái là exchange flow, thì đây là cái dòng tiền của đồng các đồng stablecoin trên tất cả các sàn giao dịch. Cuối cùng là cái altcoin, thì trong này nó sẽ có dòng tiền của các cái đồng coin top ở trên thị trường. Đó, thì anh em cũng sẽ sử dụng các cái số liệu này để mà mình phân tích thêm về các cái đồng coin mà mình có cái dự định để mà mình đầu tư. Đó. Rồi thì hy vọng qua cái video này thì anh em đã biết được về phân tích on-chain là gì, cũng như là kết hợp phân tích on-chain để mà mình đưa ra các dự phòng để mà mình đầu tư hay là mình trade coin. Rồi xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để mình xem cái video này của mình.